hai này em chơi với nhau đó. Nghe thấy chưa? Chó nó thương vịt chứ các bạn, vịt lự cắn mổ gì nó mà nó vẫn để cho cắn mổ giờ đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó 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 đó, đó. Bạn thấy không, nó cắn lỗ tai chó các bạn, thấy không? Vịt cắn lỗ tai chó không? À, chó nhăn lại trong vịt kìa, nhăn lại đó 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 đó, đó. Chơi thương các bạn, hai thú mà nó cưng nhau chơi nhau là đó. Đây mình nó nhóm thả con chó là thả con chó ra nó sợ nó chạy nó vòng vòng nó đái nhà các bạn, cho nên mình phải cột chó lại đó. Các bạn thấy không, hai nó chơi nhau các bạn thấy không, cưng không, các bạn thấy cưng chưa đó, các bạn thấy rõ ràng không, mình đâu nó dốc đâu. Cắn nút nghĩ lại rồi đó, đó, đó. Rồi hai chó con vịt nó hung nhau các bạn.